Đúng thẳng đấy. Bồ cả xẻ này. Lô. Mạng yếu đấy nhỉ? Mạng đỏ hóa kia vẫn đi không? Mở toàn cái đéo gì? Trong đêm tối nỗi nhớ chìm vào trong sâu lắng, bỗng chốc anh lại cảm thấy nó phôi phai. Khi đồng tiền thay đổi làm anh buồn thế, điếu thuốc buồn ngã gục trên ghế, từ đau khổ trên vết xe đổ vỡ tình yêu. Nhưng vô cứ đến hàng đêm, giấc mơ cứ đến hàng đêm, cho tim anh lại càng buồn thêm. Những lần làm vui anh khổ vì em đó, gọi em không nhấc máy, là bây giờ em đã bên thằng khác, thân xác với thằng bạn anh. Ngày xưa hôm nay chi kỷ cũng vì anh em chia sẻ đề nghị tất cả không họ giúp bổ và sẻ khác nhỉ. Đơn giản là một phần ba, xem ngang hạnh phúc người ta, phải chăng không thể thứ tha. Phía xa một mái nhà là thân xác hao gầy cùng những đồng tiền ít ỏi cha mẹ chát chiu. Em nhìn lại mình đi, kiếp sống phù phiếm sao hoa rồi bỗng chốc là cho lại ca thì nên có làm người ta à sao có dấu hiệu của người xem ạ. Tôi nằm mơ tôi thấy á, và tôi cũng nghe giang hồ đồn nhiều lắm, thầy Linh là chơi ma túy đá lâu rồi đó, tôi nằm mơ tôi thấy nha quý vị, trời anh ấy đập đá lâu rồi, vợ anh ấy ngày xưa cũng đập đá te tua đó, đập đá đập tường rồi rất là cao ngạo nha quý vị đó, tôi nằm mơ tôi thấy vậy đó, một hình như là trong cái giới đó đa số nó là như vậy đó quý vị. Biết đấy, còn ai biết đấy. Tôi thấy á, và tôi cũng nghe giang hồ đồn nhiều lắm, Hoài Linh là chơi ma túy đá lâu rồi. Anh em bổ tôi nằm mơ tôi thấy nha quý vị, trời anh ấy đập đá lâu rồi, vợ anh ấy ngày xưa cũng đập đá te tua đó, đập đá đập tường rồi rất là cao ngạo nha quý vị đó, tôi nằm mơ tôi thấy vậy đó, một hình như là trong cái giới đó đa số nó là như vậy đó quý vị. Anh em ổn định vị trí chỗ ngồi, cũng như là tổ chức bổ hộ và sẻ cho nó đúng cái theo cái ủy ban phòng chống nghiện quốc gia nhá. Và đặc biệt một điều nữa nha, tôi nói thật các quý vị, tôi nằm mơ tôi thấy á, và tôi cũng nghe giang hồ đồn nhiều lắm, Hoài Linh là chơi ma túy đá lâu rồi. Anh ủng hộ miền Trung chưa? Làm sao tao lại phải ủng hộ miền Trung? Đi mẹ à, mà tao nghiện từng đây năm nay đã thằng nào ủng hộ tao chưa? Thấy chưa? Hay là thay vì cái việc là nhân dân cả nước, thay vì ủng hộ những người nghiện, những nạn nhân của ma túy, thì họ lại còn cướp đi những cái danh dự còn sót lại của người nghiện. Thế thì làm sao mà tao lại phải đi ủng hộ thằng nào? Mẹ à, người nghiện là cái người thương tâm nhất, là cái người đáng thương nhất đấy. Được cái gì miếng nào, nào được miếng nào. Anh em bổ hộ sẽ cờ bạc tua tha. Ô mày cờ bạc mày được một tí thì mày đi về. Có nhiều bạn đấy, nhiều bạn không hiểu được là cái tôi nằm mơ tôi thấy đây. Theo ý kiến của một vài các cái công dân đến từ Việt Nam thì đại diện như là bà Phương Hằng cho hay thì Hoài Linh có sử dụng trái phép chất ma túy, tức là methamphetamine, ma túy đá tổng hợp, ma túy đá. Thì hiện nay thì sau cái quá trình xác minh điều tra thì cũng phải chấp nhận được một điều rằng là có. Một vài anh em cho hay thì anh Hoài Linh hình như là thích quay man vip, cũng hay đi xin Korea để phải. Bà Phương Hằng này yeah, bà tôi cũng nghe giang hồ đồn nhiều lắm, Hoài Linh là chơi ma túy đá lâu rồi. Tôi nằm mơ tôi thấy á, bà tôi cũng nghe giang hồ đồn nhiều lắm, Hoài Linh là chơi ma túy đá lâu rồi. Nằm mơ tôi thấy á, bà tôi cũng nghe giang hồ đồn nhiều lắm, Hoài Linh là chơi ma túy đá lâu. Bà Phương Hằng bà sử dụng cái thuật ngữ à, cái phương pháp này là phương pháp của bên kênh Trung Quốc không kiểm duyệt. Tức là gì? Là bà ấy kể lại một cái giấc mơ của chính bà ấy luôn. Thế nên là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái việc là phát ngôn, được chưa? Cái việc mà nói rằng là đây là một cái giấc mơ của tôi thì mới chỉ là một cái cách để thể hiện cái câu chuyện và cái ý kiến trái chiều của bà Hằng bà ấy muốn đưa ra. Và bà ấy sử dụng cái phương pháp là gì? Là tôi nằm mơ, thì có nghĩa là thì bà ấy chỉ kể lại giấc mơ của bà ấy thôi, chứ nó không thể hiện hay là bày tỏ cái quan điểm về cái việc là
ý kiến của bà ấy. Cái việc người đang mượn công dân người ta kể ra một giấc mơ chả sao cả, đúng không? Nó không ảnh hưởng đến, nó không phải là phát ngôn hay là hay nó không phải là liên quan đến cái động thái gì cả. Thì đấy là một cách mà kênh bố đẻ của cái cách này là nó là cái kênh Trung Quốc không kiểm duyệt. Đấy. Tôi nằm mơ tôi thấy á, và tôi cũng nghe giang hồ đồn nhiều lắm, Hoài Linh là chơi ma túy đá lâu rồi. Cái việc mà Hoài Linh chơi ma túy đá thì nó không những dừng lại ở mức độ tin đồn. Bà Hằng bà đưa ra một cái giấc mơ như thế, nó dựa trên hai cơ sở. Một là bà mơ thấy, hai là bà nghe giang hồ đồn, nhớ. Đó là hay đấy, bà ra cỏ đoàn này, cay đấy. Đó, tôi nằm mơ tôi thấy nha quý vị. Trời, anh ấy đập đá lâu rồi, vợ anh ấy ngày xưa cũng đập đá te tua. Có thâm niên, cả hai vợ chồng luôn, gia đình thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn, vướng cái gì đó. Đập đá, đập tường rất là cao ngạo nha quý vị. Đó, tôi nằm mơ tôi thấy vậy đó, một hình như là trong cái giới đó đa số nó là như vậy đó quý vị. Và đặc biệt một điều nha, tôi nói thật cái quý vị, tôi nằm mơ tôi thấy á, và tôi cũng nghe giang hồ đồn nhiều lắm, Hoài Linh là chơi ma túy đá lâu rồi. Anh ủng hộ miền Trung chưa? À, thuê thêm làm sao tôi phải ủng hộ miền thuê một thằng chưa ăn luôn. Chị bố với anh chị đẻ đi, trông thuốc cái cần. Sao nó lại xuất hiện bình luận nhỉ? Đang nằm mơ, đập đá nằm mơ. Ờ, ảo lắm. Em quả cao kêu mẹ Hằng chúng ta đến đâu rồi? Mẹ Hằng thiên tuế, thiên tuế, thiên tuế. Rồi. Phải không quý vị? Sống tử tế với tất cả mọi người, đây là cái cơ hội mà em được trải nghiệm. Đây là cái cơ hội để mà em thể hiện cái tình thương của em, cái lòng yêu nước của em. Được. Yêu dân yêu nước và sống hết lòng vì đồng bào dân tộc. Đất nước mình đã nghèo rồi, con người của mình đã khốn khổ rồi, tại sao mình phải để cho tụi nó lừa đảo mình, nó lừa dối mình, nó ma mị mình, nó ăn trên đồng tiền xương máu của mình. Chính vì em không cam mà nghĩa là nói chung là sau khi mà một thời gian được sự ủng hộ của cái Ngũ Long Bang, cũng như là được cái sự tham gia đóng góp ý kiến của rất nhiều anh em cộng đồng nghiện trong và ngoài nước nhá, chị Hằng chị đã chính thức lên tiếng đưa ra cái quan điểm về cái việc là Hoài Linh có sử dụng ma túy đá hay không. Thì rất nhiều các ý kiến trái chiều như là các kiến nghị bắt buộc ngày hôm nay là bên pháp chế của Ngũ Long Bang phải nêu ra ý kiến của mình trong cái việc có hay chăng một nghệ sĩ một tức là một nghệ sĩ nổi tiếng vậy nhá. Có à? Ít mẹ đấy, trừ lương dần nhá. Ít các mẹ cái môi trường làm việc nó phải như thế. Ngờ không? Ở đưa kính hàn đây rồi. Đầu hôm nay bố mới khai trương xưởng hàn nên biết gì à? Ui giời. Sao nó vẫn hiện đỏ này, không biết là anh có xem được na chim nhỉ? Tiếp theo về cái vấn đề pháp chế của cái việc là Hoài Linh có sử dụng đá hay không thì hiện nay thì nếu không thay mặt cho lực lượng anh em thì
Nói chung là quan điểm cá nhân của tôi thì Hoài Linh là cũng thi thoảng thôi, đã đưa, thấy chưa? Chứ cũng không vấn đề gì cả. Lấy cái niềm tin, cái thương hiệu của mình để huy động tiền cứu trợ rồi ẩm luôn. Nó nói cái sách bên có chân, nó nói sai đâu. Ẩm luôn đâu. Trời ơi, mười mấy tỷ đâu phải lớn đâu. Rồi nhá, bây giờ nhảy nhá. Anh em chúng ta nói về cái vụ việc là Hoài Linh có hai chăng cái việc mà Hoài Linh đang hiện nay đang sử dụng cái tiền khi mà cái địt bẻ là khổng lồ cũng nhức đéo là điện lắm đấy. Sun sống chủ động, bảo hiểm tiết kiệm hiệu quả từ Sun Life, tìm hiểu ngay. Trong cái tình hình dịch bệnh Covid cứ là ok luôn. Xin kính chào quý vị khán giả, xin kính chào quý vị truyền thông báo chí. Lát à? Kính thưa quý vị, như lời hứa ban đầu của Linh, thì sau khi mà Linh hoàn thành xong cái nhiệm vụ của mình là trao cái tiền từ thiện lũ lụt cho đồng bào miền Trung, thì Linh sẽ có một cái báo cáo cho quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày 21. Thì Linh có nhận được một cái số câu hỏi là cái số tiền đó hiện bây giờ ở đâu và đã đi làm chưa. Thì hôm nay thì nhân cái dịp này thì Linh sẽ báo cáo với quý vị khán giả luôn, để cho quý vị khán giả nắm rõ cái tình hình là như thế này. Đây là lần đầu tiên Linh lên tiếng vì cái số tiền liên quan đến cộng đồng, và cũng là lần đầu tiên Linh cảm thấy cần thiết lên tiếng. Trước hết thì Linh tôi có đôi lời nhắc lại cái câu chuyện về cái chuyện còn cái nịt. Thì cũng đồng quan điểm với chỗ anh Duy Mạnh trong cái việc là gì, các bạn đã có cái được gọi là cái lòng hảo tâm ủng hộ đồng bào lũ lụt cũng như là ủng hộ những người anh em nghiện, thì các bạn cố gắng gọi là đến tận nơi để trao cho các đảng ủy, ban nhân dân các cấp cũng như là bên Mặt trận Tổ quốc để mà giúp. Chứ cái việc mà đưa tiền cho một cá nhân như anh Ninh đây thì thật là đôi khi cái chuyện mà một người nghiện người ta có cái hiện tượng cuốn kiếp rồi là người ta quên mất, người ta quay kiếp này kia là cái chuyện bình thường, không hiểu không? Thực ra bây giờ tiền đang hết nhỉ, hũ chưa nổ. Thế này cái chuyện mà giờ tự nhiên có thằng này bắn 5M nữa thì mẹ mà ủng hộ nhé anh ơi. Thì có ai chăng là cái việc anh Hoài Ninh sử dụng sai mục đích cái số tiền đấy thì tôi cũng không nắm được, bây giờ thế là quan điểm chung là như thế. Chứ còn cái việc của một trong các thành viên của Ngũ Đông Bang, tức là chính thức là anh em cho biểu quyết là nếu như mà khai trừ anh Ninh người ra khỏi Ngũ Đông Bang, khai trừ anh Hoài Ninh người ra khỏi Ngũ Đông Bang hay là không, bây giờ cộng đồng những người nghiện chân chính ở chi cục bên phía hải ngoại thì các ông cho ý kiến đấy. Phím 1 thì là khai trừ luôn, phím 2 thì là ở lại. Đề nghị anh em bình luận ý kiến thôi, biểu quyết nhá. Ấn phím 1 thì là khai trừ luôn, lệch luôn. Phím 2 là cho ở lại thêm tí nữa. Nói đây. Xin cảm ơn những người đã đặt ra cái câu hỏi này cho Linh, để Linh có cơ hội để trình bày với quý vị sớm hơn. Và Linh xin cảm ơn các cơ quan truyền thông báo chí một lần nữa đã cho Linh có cái cơ hội này để Linh nói lên cái tiếng nói của mình. Thưa quý vị, là như Hoài Linh đã chốt cái số tiền ngày 11 tháng 11 năm 2020 ở trong cái tài khoản mà Linh đã đăng trên trang fanpage của mình. Số tiền đó là 13 tỷ 417 triệu 197.865 đồng, như Linh đã thông báo trên trang fanpage của mình. Kính thưa quý vị, hiện nay thì tôi đã liên hệ với các địa phương và tiếp tục thực hiện cái công việc của mình, để đến khi nào hết cái số tiền mà quý vị gửi đến thì thôi. Cái số tiền này gửi đến đúng người và đúng đối tượng mà chúng ta đã nói, là những người đồng bào chúng ta bị thiên tai lũ lụt mà vừa qua. Và kính thưa quý vị, sau cái lần báo cáo này thì Linh sẽ có một lần báo cáo nữa với đầy đủ tất cả các chứng từ khi Linh đến trao. Đề nghị anh Ninh chú ý nhá, lần sau lên truyền thông là anh không được ngụy trang theo kiểu gọi là bôi cái kem chống mờ ở mắt này,
cũng như là không mình là người nghiện thì mình cứ thể hiện là người nghiện đấy, sao lại cứ phải mắt nó thâm là bởi vì thì trong đó nó sẽ có mình nhìn nó hũ lỗ không, chuyện bình thường, ký xác nhận và chứng nhận của chính quyền sở tại. Và thực sự ra thì Linh xin nói lại với cái tổng số mà quý vị đã gửi vào trong cái tài khoản từ thiện này, hiện nay cộng luôn cả cái lãi suất và những cái mà Linh chi rồi thì trừ ra đi ha, thì số tiền hiện tại trong tài khoản là còn lại là 13 tỷ 770 triệu. Mới nổ hũ đấy, mới nổ hũ. Những cái ngày tháng mà Hoài Linh không lên tiếng ấy, bởi vì là thời điểm nó hũ đang hút, không hiểu không? Hũ nó đang hút, bây giờ mẹ lổ rồi cái là phải lên thông báo ngay, hoàn vốn rồi, tiền lại về với bản rồi, nghe chưa? 205.883 đồng. Đó, quý vị nghe cho kỹ dùm lên cái số tiền này nha. Có những người gửi vào những cái số tiền rất là lớn, nhưng có những người gửi vào những cái số tiền rất là nhỏ quý vị, 10.000, 20.000. 20.000 đấy là của anh em có đồng nghiện nhá, không được chê là nó nhỏ. Nhỏ hay là to, quan trọng là có ủng hộ hay không thôi. Cái đó quý vị xem thử nó tình cảm bao nhiêu. Mà thật sự ra thì sự yêu thương của quý vị khán giả dành cho Linh gần 30 năm nay. Linh không biết phải nói sao nhưng mà có chị nói tiếp đây. Tôi thì buộc nó phải trả giá trước pháp luật. Đó hết rồi. Phải nói là nếu mà tôi trần tình với quý vị về cuộc sống của tôi, quý vị sẽ ngạc nhiên lắm. Tôi đã nếm đủ tất cả những cái món ngon vật lạ trên đời và những cái cay đắng khốn khổ khốn nạn nhất của cuộc đời này rồi. Cho nên là đối với tôi nó chỉ là cảm xúc. Quy đi quy lại nó chỉ là cảm xúc thôi. Nhưng mà khi tôi khống chế được cái cảm xúc rồi thì tôi làm được tất cả mọi thứ. Thấy quý vị? Người sẽ thắc mắc là cái số tiền này Linh nó có biển thủ không? Quý vị ơi, nếu mà lấy cái sự nghiệp trong cái tình hình dịch bệnh Covid diễn biến để đánh đổi cái mười mấy tỷ này thì quý vị thì cho Linh một cái ý kiến coi thử là có nên không, chứ đừng nói cái chữ muốn. Bởi vì ông bà mình có câu là mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng. Còn lấy nếu mà không nhắc tới cái số tiền này á thì chắc chắn là thằng Linh nó giữ để nó ăn, nó xài, nó tiêu xài riêng cho nó. Kính thưa quý vị, lại có một cái câu nó rất là hay là những cái gì không muốn người khác biết thì mình đừng nên làm. Nếu mà Linh giữ cái số tiền này á, ngày hôm nay quý vị không biết, nhưng ngày mai quý vị cũng sẽ biết, ngày kia quý vị sẽ biết, và năm thực tế thì là ông có giữ rồi, ông nói dối, ông chối sao được nữa. 6 tháng rồi ông không công bố thì bây giờ ông công bố lý do vì sao công bố. Nếu như mà cái việc là bà Hằng bà ấy không nói ra thì ông công bố không? Nói rồi đúng thôi. Nếu như mà không có cái việc là gì là bên chỗ Ngũ Đông Bang người ta đưa ra cái ý kiến yêu cầu ông phải công khai tài chính, ông phải công khai cái chi tiêu thì ông có công bố không? Không đúng không? Kể cả là gì, là có cái nguy cơ thì gần có cái động thái mang tính chất là gì, ông đã có ý đồ âm mưu thực hiện cái hành vi của mình nhưng chưa đạt được cái mục đích thôi. Sau quý vị cũng biết, và Linh sẽ không làm cho quý vị những nhà hảo tâm mà tin tưởng Linh, trong đó có những người nghiện, gửi cái đồng tiền đó cho Linh và Linh sẽ chuyển đến cho người dân miền Trung. Bao giờ chuyển? Sẽ làm sao được. Linh sẽ không làm quý vị thất vọng. Sau cùng thì Linh gửi lời cảm ơn đến các cơ quan truyền thông báo chí, gửi lời đến các ân nhân, những nhà hảo tâm. Ồ, lại là lời sau cùng. Hứa Hoài Linh đi mẹ, đặt biệt danh luôn. Bây giờ bắt đầu từ bây giờ là nghệ sĩ hài, danh hài Hứa Hoài Linh. Ở trong nước cũng như các kiều bào ở nước ngoài đã thương Linh và gửi gắm cái niềm
đề nghị mấy cái thành phần mang hàm thiếu đá cơ mà, thì thực ra là nói thật này, với cái thành phần cái thằng bình luận cái câu đấy, thằng Khắc Nguyên nhá, đại học phòng cháy chữa cháy nhá, tao thật mày này, chắc lồn mày đã học giỏi hơn bố mày, mà chắc gì mày đã địt mẹ hàm tóc bổ đôi như tao, mà chắc gì mày đã địt mẹ hàm là có thể là vui vẻ tính nó vui được như tao, mà cứ đi chê người nhỉ, mày bản lĩnh mày chê mẹ hàm Hoài Linh như thế nào, có dám không? Niềm tin lên lên trong cái quỹ lợn tí na tiếp mẹ. Như là cái thằng này nó là thằng gì, bố mày cho mày lên bế mày ào lên đây bây giờ chứ, này cái thằng này 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 mang hàm thiếu đá cơ mà cơ. Ừ, được đã, thế thì bố cho mày hiểu thế nào được gọi là đi mẹ rồi, thế nào chết cụ mà rồi con ơi luôn đi. Mày thích ra khỏi ngành, mày thích ra khỏi ngành không? Khắc Nguyên à? Ok anh em đang được chiêm ngưỡng một nam tài tử đến từ Berlin. Nam tài tử mang tên là Khắc Nguyên, trường đại học phòng cháy chữa cháy nhá. Ngất ơ nhá, bố nói mày luôn này, cái chuyện địt cái mẹ à mà tao là người trong quân đội thiếu tá hay không ấy, đấy là gì, đấy là nó là chuyện rõ ràng. Anh chả bố mày một sĩ quan dự bị vì ốm đau chưa về vì công về vì cái điều kiện sức khỏe không đủ cái điều kiện để tiếp tục phục vụ trong quân đội, thì cái việc mà xin ra quân thể hiện cái lòng yêu nước của mình bằng cách khác, bằng cái cách mà nó như những công dân, những người dân bình thường, đấy là cái chuyện rất là thường tình, chứ không phải vì cái lẽ đó mà mày chiêm minh à, tức là mày chế giễu tao được nhá. Mày tuổi gì mà mày đã đòi ăn mì mà mày nhiều lúc, thế mày là cái thằng gì, mày là thằng thiếu cháy à hay là như nào? À thằng ôn quan này, mày thích tao làm một series về mày không, để mai mày chỉ phút mốt mày nghỉ có mẹ học luôn đấy, sức ảnh hưởng của bố mày còn cái nịt thôi đấy, lách ngay thằng thành phần này đi. Đâu hiểu không? Đôi khi là ra cái câu chuyện đấy, nhưng mà cái này nó đâu nhảy vào bế phát mày ào lên thì mai này. Này anh vào xem tẹo nữa, lại kêu quyên góp nuôi người cho hội người nghiện bây giờ. Ơ nếu ấy mà tao mà có quyên góp được cho những người, hội người nghiện hay những người anh em nghiện ấy, thì cái chuyện đấy ấy, nó là cái chuyện thường tình, ít nhất dù sao nữa ta có đóng góp của mình, dù lớn hay dù bé, dù nhiều hay là ít, to hay nhỏ cũng là có sự đóng góp. Câu chuyện mày cứ như là mày biết là để mà gây ra được một cái vụ cháy như kiểu là bà Phương Hằng với của Hoài Linh, mày biết bố mày cố đít giật dây mày biết bao nhiêu động tác không? Mà có biết là tao phải mày ý là ủ của mưu nó như thế nào? Khắc với Trả Nguyên này, mày trêu tao thì được, mày nói xấu tao thì được, nhưng mà nói xấu quân hàm phù hiệu thì đấy là một sự tối kỵ, đấy là một sự thể hiện cái quan điểm ngu dốt và sai trái nhá. Đừng mày cũng là một học viên của trường phòng cháy chữa cháy mà sao mà mày ngu đấy, bế mày ào lên lúc đấy là mày ra khỏi ngành luôn đấy, những con lợn này. Tiện đang nói về Hứa Hoài Linh, tao chưa nói về mày. Anh em để chờ tôi tí, nó 1600 rồi.